cái làm form là nó có một cái kỹ thuật của nó là như vậy. Trước khi mấy bạn bóp vuốt thì mình tháo thằng form này nó ra. Thằng này mình thằng này thường thường có nhiều người ta lấy cái thằng này này, người ta đưa nó vào thằng sau này, người ta dán nó vào như vậy để nó tạo ra cái độ dày cho cái form. Sau khi đó mấy bạn bóp hai cái này lại này, ok, ngay cái chỗ này là mấy bạn bóp ngay cái chỗ này đây lại này, chặt ngay chỗ này lại ha. Sau khi các bạn chốt lại, tại bây giờ mấy bạn nên nhớ này, có nhiều khi tách tay của khách hàng của mình, có nhiều người móng ok good như vậy, có nhiều người không ok, có nhiều người có da, có nhiều người không có da. Những người nào mà có cái da mọc dưới mà nó dài ra đó là bắt buộc mấy bạn phải tỉa hai cái góc này lại, tại vì cần không mình thọt cho cái là ngay nó bị đau đó. Là mình tỉa làm như thế nào hướng dẫn cho mấy bạn luôn, tỉa cắt góc ngay đây này đó, thấy chưa? Nếu mà làm việc form tỉa như vậy vào, khi mình đút nó vào đó là nó sẽ vô và nó sẽ vô sâu, nó sẽ không có bị vướng gì hết này. Mấy bạn giữ hai cái này lại này, thế mình cầm cái form không đó, thế mình giữ hai cái đó lại, mấy bạn vuốt hai giữ này, giữ ngay đây này. Sau khi giữ đây này, mấy bạn bóp nó này, rồi mấy bạn giữ nó lại, mấy bạn vuốt ở dưới này ha, mình vuốt cho tới lúc cuối cùng mình bóp vô cái nè, nó thẳng ra. Thằng này mấy bạn lấy ra này, không cần này, thấy chưa? Lật ngược móng tay lên coi coi là cái form của mình nó đi, nó có đúng hướng của cái móng tay của người ta chưa này. Cái hướng của người ta là như vậy, bắt mấy bạn coi nó từ bắt đầu ở ngay cái cục nớt cổ này mới đi lên này, này này, nhìn kỹ này cho các bạn nhìn kỹ này, đi lên từ trên đây mà đi lên, đi lên cái này, thằng này nó hơi méo này, không đúng đúng không? Bây giờ nó phải đưa qua bên đây, bắt buộc các bạn đưa qua thì mình phải dỡ cái thằng này nó ra nè, đưa nó qua bên đây, mấy bạn bỏ nó bên đây xíu nè, lúc đó mấy bạn bóp nó lại này, thấy không đó, mấy bạn giữ lại đây thì mấy bạn mới thấy là bóp vuốt ôm rên đã vô tới nơi đó. Em bên em khuya rồi mà ngày mai em còn xem sao em, ngày mai xem kem lại anh đi ngủ đây, sáng có khách sớm. Ok Ngọc Linh Bảo, ngủ ngơ, ngủ ngon nha em, ngày mai mình gặp lại nhau ha. Bây giờ thôi chịu khó coi ấy đi, bây giờ anh sẽ lấy màu xanh này, ok nè, màu tím nè, ok ok, mấy bạn theo dõi nè, màu xanh, màu tím nè, màu tím lợt nè, ok, màu tối nè, màu đen này, màu hơi tối tối nè, à mấy bạn theo dõi nha. Đó, đẩy nó ra, mấy em cứ từ từ mà coi, anh sẽ hướng dẫn. Cái kìm này của anh đây, đây đây, để chút xíu anh cắt liquid nè, ok, cọ đây, ok. À, nãy giờ mình bỏ cái số 1 chưa, số 1 không có thì nó chóc. Mà đắp mấy cái này cọ nhỏ dễ đắp hơn hả? À, cái cọ nhỏ vậy là dễ đắp. Cọ số 16 đổ lại, đừng lấy cọ lớn hơn quá. À, cọ 18 này kia thì nó hơi lớn. Khó đắp không? Ừ, nó không có ấy, nó khó hơn nhiều. Trước khi đắp mình nhớ là quậy đều lên xíu này cho nó cái bột của nó nè. Thường thường cái bột này nó hay lắng lặn xuống dưới đó, quậy nó lên nè cho nó loáng lên. Nó phải cọ mấy? Cây này là cây số 12. Nè. Đây, đó mấy bạn thấy chưa? Đây. Ok. Rồi mấy bạn theo dõi này, đây mình sẽ đưa cái màu này, đây mình sẽ đưa cái màu đen vô trước này ha. Các bạn coi này. Mình sẽ đắp cái này, móng này dài cho mấy bạn coi luôn nha. Tại vì đây mình muốn làm dài cho nó đẹp này. Để có bột này. Ok. Sau khi đó mấy bạn đập này, coi này. Ngay chỗ này ha, mình làm chỗ này mỏng cho đây vịt hang, tại vì cái ombre nó quan trọng nằm ở đây nè. Ok, mấy bạn kéo xuống này thấy chưa? Đó, ôm nó lại này ha. Kéo xuống ha. Đây mình sẽ làm dài luôn, đây mình sẽ làm để hướng dẫn cho mấy bạn thấy cái móng tay dài nó thẳng nó như thế nào. Đó, mấy bạn thấy không? Kéo nó xuống này thấy không? Thấy không? Thấy cái xếp không? Đẩy nó lên nè. Kéo nó xuống nha mấy bạn. Đây mình sẽ làm cái xếp này, cái xếp coffin nha. Nè. Đó. Nè mấy bạn đẩy cái này lên trên đây nè. Cho nó đều này thấy không? Ôm lại từ bên này, ôm lại này thấy không? Đập nó này thấy không? Các bạn thấy chưa? Ok. Sau khi đó mình lấy lưỡi lam. Ok, hút bột màu nâu số mấy vậy anh? Chờ anh chút xíu nha. Sau khi đó là anh sẽ cắt góc này. Nè anh cắt góc cho nó ra cái shape coffin này thấy chưa? Nè anh sẽ cắt góc cho nó ra cái shape coffin này. Đó, thấy không? À, cái shape coffin của mình nó ra mà nó tròn, nó dài mà nó thẳng đẹp ha. Sau khi đó anh dùng cái màu xanh này. Ok.
Em chú ý này nha, màu xanh này, để nhẹ ngay đây này, kéo nó xuống. Ok. À, mấy em thấy không? Rồi, tiếp tục này, màu xanh này, để nhẹ ngay đây này, sát vào critical ha, cho nó ôm sát vào critical luôn. Đó. Đây, mấy em muốn biết tại sao mà gọi là bóp vuốt là như vậy đây ha. Đó, nãy là mình bóp và mình vuốt rồi, nhưng mà mình nhớ mình làm cho nó sát vào critical này ha, cho nó có cái độ tròn ở đây nè. Nè, mấy em chú ý nè. Đấy. Nhận thấy không? Ôm nó lại này không? Ôm nó lại này không? Ở dưới là màu đen đúng không? Mình vẫn giữ màu đen ở dưới đi. Thì quốc này như phải đi lên lại nè. Đó, thấy chưa? Đó. Ha? Bây giờ đây mình sẽ dùng cái màu, dùng cái dây này. Cái này là bây giờ mình sẽ làm cái dây cho mấy bạn coi nè. Ok. Mình làm cái sợi dây này đó, mình có thể là mình cho nó chạy. Nè, thấy không? Mình ít nó vào này ha, cho nó ôm sát vào đó đi. Cái sợi dây đó là cái design của mình thôi chứ không có gì hết. Sau đó mình cắt. Đó. Nè. Nè, các bạn thấy không? Nó chạy sát vào đây nè. Ok. Mấy bạn đè bẹp vào cái cây cầu này ha. Sau khi đó mình mới bỏ cái màu clear lên nha mấy bạn. Clear này không? See clear. Hello Jesse, chào. Nè, cái màu này là cái màu OM30A nha em. Anh nghĩ em chắc em có rồi đó, cái màu đó. Rồi sau này. Ok, nhưng mà khoan cái đó. Mình có thể là mình có những cái màu đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho. Ok, đây. Màu gold này ha. Tại vì nó có màu gold trong cái sợi dây đó. Đâm ra mình tặng cho nó một hai cái gold ở trên đây để nó có cái sự thay đổi của cái gold cho cái design của mình, nó có okay. Nó có hai cái khác nhau rồi, như đó thôi. Sau đó mình sẽ bỏ cái mấy bạn nên nhớ mình sẽ bỏ cái bột clear lên trên để nó cover cái design của mình nha. Này nè, cái bột clear này. Okay. Mình thả cái bột clear ngay trên bắt đầu critical này, cho nó chạy xuống đúng không? Nghiêng xuống này, để sát vào critical này, các bạn thấy chưa? Đó. Đưa sát nó vào này. Ôm nó lại này, các bạn thấy chưa? Cứ để cho nó chạy nha. Đừng để cho nó chạy cho nó được. Thấy không? Đưa nó vào này, thấy không? Các bạn thấy không? Đưa nó vào. Đó. Ok, các bạn thấy chưa? Cái khúc kia lát nữa mình vũ nó đi thôi chứ mình bỏ nó đi không sao đâu, mình đừng kệ nó. Để cắt nó đi cái là nó rớt ra liền. Okay, ôm nó lại này. Các bạn thấy không? Nè. Nhưng chỗ này nó càng cần thêm chút xíu nữa này. Tại vì móng này móng dài mà. Đưa nó vào đây. Ôm nó lại sát vào đây này. Ok, các bạn kéo nó ra. Đó. Nè, mấy bạn thấy một móng tay nó rất là dài cho những người mà làm móng tay design. Tha hồ luôn, thấy không? Việt Nam language. What language are you speaking? Jesse, I'm speaking Vietnamese. Vietnamese speaking pretty much everything. Okay, I'm done with the wire, so there's no more wire. That's good enough. I'm gonna do different thing next. Okay, now bây giờ mấy bạn coi dõi lại ha. Mình tiếp tục, mình sẽ làm thêm ombre nữa và mình sẽ làm nè. See the next thing that I do. Okay, here guys, I'm gonna remove this end. I'm gonna stick it to the bottom to build my thickness. Okay, the next thing that I do nè. See, I pinch that end, hai cái đuôi này, hai cánh bướm bám vào với nhau này, các bạn thấy chưa?
Sau khi hai cánh bướm bám vào với nhau là mấy bạn coi này, cái móng tay nó đa như vậy. Thì bây giờ đây về sở thường là what I do, I will cut in the center a little bit. Cut in center a little bit, okay? See, I did that to open up this up. I'm gonna play this underneath. Nè, mình đút nó vào nha, mình tìm cách mình đút nó vào này, thấy không? Thấy không? Mấy bạn thấy không? Đút nó vào trong này, thấy không? Khi mình đút nó vào tới trong rồi đó, cái mình bóp hai cái đó lại ha. Sau khi mình bóp hai cái đó lại là mình coi này, mình đưa lên trên mình coi thử coi nó có đi, nó đang đi cùng hướng với lại cái thằng của này không. Nè, mấy bạn thấy chưa? Nếu mà nó đi cùng hướng rồi, hello em. Nếu mà bạn cảm thấy nó đi cùng hướng rồi, mấy bạn giữ chắc ngay đây này cho đẹp nha. Giữ chắc và mấy bạn vuốt ở ngay dưới này, vuốt tới cái lúc cuối mấy bạn bóp lại. Kéo nó này, không? Đẩy hai này vào với nhau như vậy. Thấy chưa? Thì cái này nó chắc như vậy này, làm gì làm nó phải chắc như vậy. Thấy chưa? Thấy đẹp không em? Nè, thấy chưa? Rồi bây giờ anh sẽ làm ombre hai cái màu khác vô cho mấy bạn, mấy em coi nha. Bây giờ là như thế này. Anh coi màu này nó như thế nào với đã trước khi bỏ ombre. Màu này màu xanh này, đậm tím này. Màu nào tím này. Ok. Xanh đen này vẫn đi với tím vẫn là tốt nè. Tiếp tục nè, mình làm màu xanh, tiếp tục anh làm màu xanh tiếp nè. Màu đen tiếp chứ, xin lỗi này, màu đen này, thấy chưa? Thấy có màu đen không? Thả có màu đen ngay đây nè. Ok. Đó, nghiêng móng xuống nha. Quan trọng ombre nằm ngay đây này, làm cái chỗ này mỏng cho anh này, thấy chưa? Mỏng. Mỏng thì là mỏng ha. Mà mình vuốt từ từ, mình vuốt vào này, không? Mình kéo nó xuống này, thấy chưa? Đó, kéo hết xuống dưới này. Thấy chưa? Kéo hết xuống dưới này, không? Cái đó deep á em. Deep à chị. Ừ, cái đó deep á. Deep mà marble đó. Cho anh vẽ marble lên nè. Không có, deep marble ra giờ là chỉ có vẽ. Chỉ vẽ cái màu đen thôi à. Vẽ màu đen. Vẽ màu đen thôi, bao nhiêu là cái đó là bao nhiêu là deep hết. Nghe mấy bạn thấy không, con này mình vuốt nó vào này, thấy chưa? Đó, vuốt nó vào này. Vuốt nó vào đây này, kéo vô đây nè. Đẩy cái đầu nó lên nè. Ok. Đó. Sau khi đó là mình so con hai cái nó đều với nhau chưa này. Ok, nó hơi dài hơn xíu rồi. Đẩy nó lên. Thấy chưa? Sau đó mấy bạn lấy cái này, các bạn ngâm chút xíu vào liquid như vậy, bạn cắt cho David nha. Đó, mình cắt, mình lấy cái cắt để làm gì? Mình cắt để mình lấy cái shape coffin luôn. Mình không có muốn vũa. Mình khỏi vũa luôn. À, cái shape coffin nó đâu ra đó hết rồi. Nè, này cắt cho nó đều luôn nè. Này cái shape coffin nó có sẵn đúng không? Khỏe cho mình thôi. Sau đó là mấy em sẽ dùng cái màu tím này. Này cái màu tím này. Em đưa cái màu tím nó vào đây, sát nó vào. Nó vừa tím và nó vừa đen, nó sẽ ra một tím ombre này, thấy chưa? Rất là đẹp, không có phải là dẫn chơi với nó. Cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà cái quan trọng á là như vậy nè, làm cho thiệt mỏng. Bí quyết của nó là mỏng nè, không phải là bí quyết là dày nha, bí quyết dày là hư đó. Nè, đẩy sát vào cái đi cầu ha, lúc nào cũng vậy hết. Đó, sau khi đẩy sát vào cái đi cầu thì ở dưới này này, mình muốn không có muốn cho cái thằng tím nó tràn xuống nhiều quá thì mình chùi một hồi nó sẽ sạch đi thôi. Nè, ngay góc này mình vẫn còn thiếu tím này, đâm ra là mình phải trở lại mình làm, tại vì mình sẽ có cái nè. Cho nó vừa thấm xíu này, mình đẩy nó sát vào cuticle này, không? Rồi kéo nó xuống. Sát vào cuticle, kéo nó xuống. Cái quan trọng là nó phải sát vào cái cuticle. Nó đẹp hay nó xấu gì nó nằm chung quanh cái cuticle này hết. Thấy chưa? Rồi sau đó mình sẽ có những cái màu mà không anh có cái của anh, nó có một cái nó đẹp lắm, nó tạo ra những cái đây cái thằng này nó tạo ra cái effect của cái mặt trời, mặt trời, effect của cái ấy rất là đẹp nè, đưa nó lên nè, chút xíu nó sẽ tạo ra cái effect của cái lúc mình bỏ treo lên á, thấy rất là đẹp. À, không có cần. Đó. Kệ nó đi nào. Đó, cái chỗ dày chỗ mỏng mình muốn làm cho nó cái chỗ dày chỗ mỏng ha. Đó. Chút xíu nữa mình bỏ clear lên là mình thấy cái effect của nó lên nè. Nhẹ nhẹ lên trên này chút xíu nữa. Này đó, rồi, như đó đủ rồi. Okay, cắt nó vào một bên cái đó, thôi để nó bay. Thì mấy bạn coi này. Cái này bắt buộc phải có cái bộ clear lúc nào cũng bội hết. Anh cần có cái bộ clear ở trên để mình vũ cho nó khỏi bay, mình mất cái màu của mình. Này, mấy bạn coi này.
clear đúng không? Thả cái bộ clear ngay cuticle này, nhớ là kéo nó xuống. Ok. Nghiêng móng xuống này, mình lo ngay cái cuticle trước đi, còn mà dưới nó cứ chảy là thoải mái. Nó chảy là tốt, không có gì hết. Chứ khi nó không chịu chảy thôi, chứ nó càng chảy quá nó càng ngon. Nha. Này ôm nó lại này, thấy không? Thấy ôm nó lại không? Đặt nó vô này, không? Ôm nó lại này. Đó. Ôm vô tới cuối luôn. Ôm là tới ra ngoài luôn này. Vuốt nó ra ngoài, bỏ nó đi này, thấy không? Đó, vuốt trên mặt. Bỏ nó đi này, thấy chưa? Nha, thấy cái effect của nó chưa? Là nó giống như là một cái bông mà nó nằm từ 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 nó chuyển lên này. Chút xíu nó cái này mày bỏ cái nước gel lên là nó bóng lên, nó bật lên lên cực kỳ đẹp luôn. Này cái màu vừa màu tím và màu đen. Thấy không? That's why thank you David. I like Vietnamese. I am watching you from Italy. Can you suggest me some website that I send product to Italy? Italy, let's see. Okay, I'm gonna inbox me, Jesse. Inbox me. I will inbox you. I will show you which company will send it. Not a lot of people do that, but I'll show you. I'll show you which one is gonna send to đó. Anh có gì học nghề không? Phố núi ơi, anh chưa có gì học nghề ha. Cái phép đó em thích đó. Hỏi sư phụ là bị la tiếp nha. Như gì đó. What is the difference of the powder? This powder here, a dual. This powder here is dipping powder, but I am using to do it with monomer too. You see one of them? Rồi. Okay, I'm gonna cut this right here, show you. Đây. Đó, mấy bạn thấy không? Làm shape này, coffin này, không? Vô này, không? Okay, sau đó bây giờ mình sẽ sửa soạn qua cái tay thứ hai, bàn tay này. Bây giờ mấy bạn nhìn kỹ lại này. Mình lấy cái form này, mình phải bóp như thế nào? Thì bây giờ cái bàn tay này mình để lên này, mình coi lại này, cái form của mình này. Cái tay của cô khách này của mình á, cái đang đây, ở đây nó đang đi ra thế này, nhưng mà từ bắt đầu từ đây đi ở đây nó quẹo vô trong. Nếu mà mình gắn thiếp mà nó quẹo vô đó, mình đi theo cái thằng mình gắn thiếp á, thường thường mình gắn thiếp là mình gắn quẹo theo từ chỗ này nó đi vào, thì là mình sẽ trở thành sai. Mình sẽ bị méo. Bắt buộc là mình phải tìm cách ha, mình phải đi song song với lại hai em này đang có. Thì bắt buộc mình phải đưa này đi ra ngoài bằng cách một cái bẻ cái tay ra. Bẻ xong nó bị tím hai cái mặt luôn. Lee Crab lại không ngủ được vì anh. Trời ơi em, tại sao không ngủ được mà cứ đổ thừa cho anh hoài. Nè bây giờ bóp hai cái bên này, em bóp hai cái đít này cho anh này. Bóp lại như vậy nha. Ok. Sau khi em bóp này, em sẽ cắt hai cái góc này cho anh nha. Cắt cái góc này, cắt hai góc này. Ok. Sau khi đó này, bây giờ là mình phải làm sao? Làm sao là phải làm sao? Mấy em phải nhét cái thằng này vô, bẻ này ra, bẻ nó ra. Và nhét nó vô là mình phải nhét về cái hướng này nhiều hơn, là vì lý do mình muốn chỉnh cái shape của mình đi qua về hướng này luôn. Mình sẽ không đi theo cái móng tay của người ta. Nếu mà đi theo móng tay của người ta là mình bị sai. Bây giờ mình nhìn là thấy chưa? Đúng không? Nó đi qua bên đây rồi, chứ không phải đi vô bên trong này nữa, mấy bạn thấy chưa? Đưa nó vào này, thấy không? Đó. Này, sau khi đó mình vuốt ở dưới này, mình vuốt ở dưới, vuốt này, tại sao anh nói là bóp vuốt ombre này, bóp này, vuốt này. À, rồi mình sẽ làm ra ombre. Hiểu chưa? Rồi, đó vậy thôi, một cái công thức thiệt là đơn giản. Rồi. Mấy em theo dõi. Món này anh làm hoa đồ đi, đủ màu đi. Làm đủ màu đi nha, bây giờ như vậy. Đá bên đây nè. À, rồi đây bây giờ như vậy này, mình sẽ làm mình bỏ kim tuyến vào. Nếu như vậy mình sẽ bỏ kim tuyến vào cho mấy bạn coi này. Ok, mấy bạn theo dõi đi mồ bên này. Anh này ai làm đấy hả? Là đang làm hả? Ai làm? DCS làm tuần rồi hả? Mới này nè, mới đi mồ bên bên nào? LA. Ở bên LA hả? Ở ngày hôm nay hả? Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi nè. Màu xanh. Ok. Đây, màu xanh đây. Ok. À, cái này là mình sẽ làm design nha. Mình sẽ làm design theo cái kiểu kiểu này kiểu kia nha mấy bạn. Mình làm gì thì làm.
mình nằm trong cái vi phạm của cái thằng đó ha. Sau đó nè, tím nè. Này, thả tím đây đi. Không được. Đó, đưa nó lên. Ok. Sau đó em cho cái màu ấy vô dùm cho anh nha. Một clear nè. Ok. Đây. Ok. Đưa nó vào. Đây là những cái mà mình làm. Design. Ok. Bóp nó vào. Ok. Ôm nó lại. Đó. Đẩy sát nó lên cho nó đều ra, em thấy không? Sau đó mình lấy lưỡi lam dễ ẹt, mình căn cho nó thiệt đều vào, mình cắt nó nè, cắt nó nè, thấy không? Cắt nó cho nó ra mất cái này, thấy không? Rồi bây giờ mình căn bên đây, thấy chưa? Rồi sau đó mình sẽ canh ngay cái đầu, cắt nó một miếng. Em thấy không? Việt Nam 5 giờ sáng rồi ý anh mà cứ live như thế này không ngủ nổi. Thôi khỏi ngủ em ơi. Tối nay là ráng chịu khó ở đây ôm rên với anh luôn đi. Ngủ chi? Ở đây được. Ở đây trong vòng đây. Ờ rồi rồi rồi, sao? Mình ôm rồi mình đi chỗ khác mình lên. Nè. Nè. Màu ấy nè. Nè. Đưa nó vào đây nè, thấy không? Đó. Ôm nó vào này, thấy chưa? Đó, mấy bạn thấy chưa? Đó. Đẹp xấu gì lát nữa mình sẽ thấy được, ok. Nè, bây giờ mình trắng nè. Bên lọ trắng nè. Ok. Chút xíu xanh nè. Ok. Mình sẽ ngoáy ở trên đây nè. Mình sẽ ngoáy đây cho nó ôm lên đây nè. Đưa nó sát vào nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Đẹp hay không đẹp? Ôm nó lại. Ok. Sau đó tiếp tục cái màu silver của mình. Mình đưa nó vào đây luôn đi. Ok. Đó, mấy bạn thấy. Đó, mấy bạn thấy sao? Ba ngón, giờ tháo này ra đi nha, cho thấy nè. Đó, hai ngón này thấy không? Vì ngón thứ ba. Thứ ba này bây giờ nó đang cần thì nó sẽ cần cái thằng này đi. Ở cái thằng này nó có một cái effect của cái thằng ấy cũng hay lắm. Effect của cái này nó gọi là cái gì? Cái này nó gọi là cái galaxy nè. Các bạn nên nhớ mình chạy theo này. Đó, đẩy nó vào đó này, nó đi theo cái rãnh này ha, các bạn thấy chưa? Đó. Sau đó ha. Mình cho mình cho thằng chút xíu gold vào đây. Không có nhiều. Những cái này là những cái mà gọi là không bao giờ bỏ nhiều hết, mấy bạn chỉ bỏ vài chút thôi. Để cho nó tạo ra cái effect của cái đó ha, mấy bạn thấy chưa? Xong rồi mấy bạn cắt qua bên nha, cái này gió thổi cái bay hết liền à, đâm ra là cẩn thận chúng thôi là qua cầu gió bay nha. Mấy em mặc áo mà lơ lơ mơ cái là qua nó bay mẹ hết. Lúc đó về nhà má hỏi áo đâu, bây giờ má qua cầu gió bay hết rồi. Rồi bây giờ này coi nè, mấy em lấy màu clear nha. Nè, màu clear này. Em thả cái màu clear ngay đây cho anh. Cuticle này. À, em vuốt từ trên đây. Đụng trên đây nè. Đó. Thấy chưa? Đó. Vuốt từ bên đây vuốt vào này, thấy chưa? Nè. Vuốt từ bên đây vuốt vào này. Đó. Mấy em thấy không? Thấy cái màu của nó độc đáo không? Bây giờ nhưng mà cái quan trọng như này, mấy em phải đi tìm cái mu cho anh. Bây giờ phải đi tìm cái mu. Cái mu nằm ở đâu? Cái mu nằm ở ngay chỗ này nè. Đó, mà chỗ này nó nghiêng qua một bên mà mình thấy mà không có cái mu này á, đắp là nó sẽ bị gãy.
đâm ra bắt buộc là phải trở lại đắp cục bột clear tiếp tục. Mình tạo cho cái mu nó cao lên ngay chỗ này đây ha. Cứ để cho nằm nó đi, đừng làm gì hết. Sau khi đó mình đập nhẹ nhẹ đây này. Đó, là bắt đầu mình vuốt nó xuống. Ok. Vuốt nhẹ vô này, vuốt nhẹ vô. Thì mình vẫn giữ cái mu nó nằm ở ngay đó. Đó, để cho nó có độ cao. Thằng này cái mu cũng còn thấp này. Tiếp tục trở lại này. Chưa có này, cái quan trọng của nó nằm ngay đây này. Đó, thấy chưa? Nghiêng móng xuống đúng không? Em đập ngay đây cho anh. Em vuốt ngay đây cái này. Đó, thấy chưa? Vuốt nó vào này thấy không? Để làm gì? Thì mình tạo cái mu con rùa đó. Thấy không? Em này cũng vậy này, thấy không? Ngay đây luôn này, tất cả đều có cái mu hết. Cái chiêu của nó nằm ở ngay giữa, tuyệt chiêu nó nằm ở ngay đây. Đó, kéo xuống. Ok, xong ba ngón ha. Rồi. Anh làm khách hàng mệt mỏi rồi kìa. khách hàng này là ở đây từ sáng tới giờ đó nha, khách hàng này từ sáng tới giờ đó, rồi tới sáng sớm tới giờ đó, khách hàng này là mê lắm á, nhưng mà vẫn chơi đâu, ngáp ngáp không hả? Rồi không sao đâu, tại vì anh rờ vô điện làm cho tê người ngủ vậy chứ không phải là cách này đâu. Mê ngủ chứ không phải là gì đâu nha. Đá khéo, cái tay đá khéo, cái miệng còn dẻo. Anh giả mang ghê cơ. Ly crap. Bàn tay cũng sao à, cái miệng của anh tay dẻo hả? Trời, anh thấy đâu có dẻo đâu. Miệng anh bình thường em ơi. Kêu cái tay anh khéo, miệng anh dẻo. Anh kéo đâu có dẻo chỗ nào. Cái kéo này kéo con chim nha. Nhớ không này, con này lớn như là nè. Hai cái này em bóp ngay cái đuôi này vào cho anh nha. Nhớ bóp kéo nó vào. Kiếm nào mua ra ta? À, không biết đó, bây giờ phải hỏi. Không, supply không bán kéo này luôn. Không có, kéo này kéo của Italy, tìm hoài không ra luôn á. Pakistan thì có. Nè, nhớ em bó, em mở cái này ra giùm cho anh nha. Supply chứ ở Orlando tên gì vậy? Supply ở Orlando tên là Sunny. Này, bắt đầu em mới rờ hai chỗ này này, mới đưa cái này vào, đẩy nó vào trong. Em lắc, ở đang live stream mà. Nè, em mới bóp cái thằng này vô cho anh cái này ha. Em giữ, sau khi em bóp, em giữ lại. Em mới nhìn coi nó có này. Sau khi đó là mình giữ cái tay của người ta như vậy này nha. Sau khi mình giữ tay, mình mới vuốt từ bên này, mình vuốt vào này ha, mình vuốt xuống dưới. Sau khi mấy em vuốt xuống dưới là mấy em bóp cho anh cái ngay dưới này, vừa bóp và vừa kéo nó, thì như vậy nó mới đưa cái thằng này nó vô bên tới trong đây nè, vô trong. Rồi bây giờ mình lật lên mình coi nó có đều hay không cái đá. Ok, đều rồi đúng không? Rồi đều thì mình bằng, không đều thì mình phải bóp, mình phải vuốt kiểu khác nữa nha. Rồi đây, nghe đây. Bây giờ mình sẽ làm hai cái màu khác nè, kiểu này. Bây giờ mình sẽ làm thằng tím và thằng xanh, nãy làm rồi, thằng tím, thằng đen, thằng tím. Rồi ok, bây giờ như vậy đi, mấy bạn theo dõi. Đây mình sẽ dùng cái thằng trắng đây. Ok, đây mấy bạn theo dõi nè. Đây mình sẽ làm màu trắng trước ha, màu trắng nè, màu xanh này và màu tím. Ok, đây mình sẽ giữ ngay đây cho mấy bạn coi này. Này, thấy không? Em ghiền cái anh quay vậy nè. Thấy chưa? Bởi vậy nói mà nó vẫn chơi hoài, ghiền luôn chứ mà. Ghiền cái quay nè. Đó, thấy không? Đó, nhờ quay, nhờ bóp. Nhờ quay, nhờ bóp, nhờ múa, vừa vuốt vậy đó. Bây giờ mới tỉnh dậy rồi, thấy không? Đó, thấy chưa? Đẩy nó xuống này nha. Nè, vậy thôi. Mình sẽ cắt cái thằng này thành từ sáng giờ đó. Nè, đẩy nó vô này không, cắt nó vô. Ok. Không sao hết, tất cả cắt nó vào. Ok. Nó có cái là mình cắt nó này. Ok, không sao hết. Cái thằng form này nó hay cái này. Thằng form này nó hay cái là nó không sao hết. Nè, mình cắt ra cái hình, mình cắt ra cái hình này, hình tâm, hình này này, hình này thấy không các bạn, thấy chưa? Đó. Hai đứa cộng hết hả? Cộng đi cho mày cộng 11 bắn tới đây. Ở bên Mỹ khỏe. Hai cho em chạy đi. Bỏ sao đó. Em cẩn cận mà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái màu. Màu là màu kim tuyến này. Mình sẽ thả thằng kim tuyến này đây nha. Biết con tí nhiêu độ không? Một con 10, con 9 loạn mà. Đây mấy bạn theo dõi.
45 một con nữa. Này, mình kéo xuống nha. Để con tắt đèn thôi mà. Nè, ôm nó lại này không? Các bạn thấy không, mình làm nó, mình đẩy cái thằng trắng nó này, mình vuốt nó ra để làm gì? Để chút xíu nó sẽ sâu ấp lên. Làm sao mà mai lên tiệm nó đòi mấy cái này mấy chị kia mà làm không được á là chết. Ngày mai hả? Ngày mai anh còn đây chứ sao? Chừng khi anh về mới sợ. Đi làm đi. Nãy giờ ôm nó lại này không? Mấy bạn thấy giờ là ôm này thấy không? Sếp có phần của mình là ôm nó, thấy chưa? Ôm nó vô. Đó. Đó, mấy bạn thấy không? Ôm vô này. Ôm vô này, thấy chưa? Đẩy nó lên. Thấy không? Đó. Nãy giờ mình làm cái cây, cái khâu đó hình như là nó hơi mỏng á. Không sao. Mình sẽ có cách. Đây, mình sẽ cắt... cái xếp nha, mấy bạn nhớ là cái xếp lúc nào cũng vậy hết. Mình chịu khó mình cắt cái xếp đi. Cho nó đều, lát nó mình dũa ít đi chứ không có gì hết. Tốn con dũa. Cái xếp có phần này thấy không? Rất là nhẹ nhàng mà gọn gàng. Quay đầu tay vào. Ồ, quay đầu tay vào hả? Supply. Ok, đầu can master. Quay đầu tay vào. Xin lỗi nha, nó giống thấy hả? Rồi bây giờ nè. Mình sẽ đi cái màu xanh này, màu tím này. Ở trên đây mình ôm range xuống nha. Cái màu đó lúc nãy mình làm thì như là chắc mình không có vô được rồi, tại vì nó mỏng quá, bỏ luôn đi, không sao đâu, mình sẽ làm cái khác. Các bạn thấy chưa, nè, màu xanh, màu tím này, đi cái màu tím vào này, ok, cái màu tím trên cái màu solid, trên cái màu ấy nha, màu tím này đậm đà hơn nữa này, đó, sát vào kia đi cầu ha, nằm yên đó này, cứ để cho nó chảy đi nha, đừng kệ nó nha, mới đầu mình đắp nè. Điền nó sát vào này, các bạn thấy chưa? Này, đó. Không cho nó vô nhiều. Bạn chạy nó xuống giùm cho David nha, David đổi hướng này. Cái khúc nãy mình cắt, mình ôm ra, mình không cần nữa. Đấy. Sau khi đó, mình sẽ cho thêm một vài em này vào đây. Bạn sẽ thấy là mình... Đây. Ok. Cái màu này để mình sẽ muốn cho một chút xíu cái màu đen ở dưới này. Biết sao? Vì lý do mình cho cái màu đen này ở dưới này này, mình làm mình tạo ra cái kiểu mà nó giống như là cái độ sâu. À, thấy chưa mấy bạn thấy không? Này, mỏng ra. Đánh cho nó mỏng ra đi. Đánh cho nó mỏng ra, ok. Để cho nó thấy cái tạo cái độ sâu này. Cái độ sâu này mình bỏ cái này vào này. Đó, nó mới có sự ống ánh. Nó nằm ở ngay đó. Đó, mấy bạn thấy chưa? Thấy không? Đẹp không? Rồi. Miễn sao là... Để mình tháo này ra nha. Mình coi này. Trời ơi, cái bộ móng tay này nó đúng là đủ màu luôn. Bây giờ mấy bạn nên nhớ là để mình sẽ quay lại với lại làm bộ clear lên này. Cái màu clear bắt buộc bỏ lên trên đúng không? Bỏ lên kia lên trên này. Nghiêng móng xuống nha. Nghiêng móng xuống. Vuốt nó hai bên vuốt vào này. Bây giờ vuốt từ hai bên vuốt vào nè. Vuốt. Này mấy bạn thấy chưa? Vuốt không? Vuốt cho thịt đều ha. Đó. Đó, vuốt nó vào. Thấy chưa? Đẩy sát vào này không? Ôm nó lại này, thấy chưa? Ôm nó lại. Đó, mấy bạn thấy thì sao? Chí chóe hầm bà lành đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Mình sẽ ôm lên cái thằng này là thằng... Mình sẽ vuốt cái thằng này là vuốt thằng cuối cùng. Ha, đây là con ngón cuối cùng, mình sẽ vuốt nó vô.
Đây, bạn lên vô nè, thấy chưa? Cách thằng này trước đi cái đã. Cách hai góc này vào. Cách này vô sâu vô. Ok. Sau đó vuốt này lại như vậy cho David nha. Này vuốt vô này thấy không? Xé nó ra và mình sẽ tìm đường mình đút nó vào. Đó, tìm đường đút nó vào. Đó, đút đút một hồi nó sẽ vô thôi. Coi coi nó có vô ok không cái đã. Đúng hay không cái đã. Đó, mấy bạn thấy không? Mình vuốt nó này. Thấy nó thẳng không? Hai cái này nè, đi sát vào. Ok, mấy bạn vuốt nó vào, mấy bạn giữ hàng này lại cho David. Ok. See how I pinch this in? It's gonna be in straight, narrow, which is I pinch at the end. Ok. Now that I have 1, 2, 3, 4, I am going to use this one too, with different effects. Ok. Các bạn theo dõi ha, David sẽ dùng màu trắng, màu xanh và màu đen. Ok. Nó giống như là cái gì đó, nó giống như là cái mà bồ trong cái ấy đá vậy đó ha. Ủa, mình lấy cái clear mình kêu màu trắng bó tay. Trắng đây, màu xanh đây và màu đen đây. Ok, mình lặn lại khúc này nè. Xoay này theo. Đó, mình đẩy nó lên nha. Đẩy nó vào. Ok, mấy em chú ý ha. Đẩy nó vào, ôm nó lên đây. Mình sẽ ôm nó lên đây. Ok. Đưa nó vào đây. Đập cho nó đều ra ha. Ôm nó lại nè. Giữ cái này nó lại ngay đây nè, thấy không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Sau khi đó, mấy bạn lấy màu trắng này ha. Màu xanh. Màu tím. Ok, mấy bạn thả ngay đây cho David đi. Khúc này này, à, mấy bạn ngoáy đây mấy cái này. Ok. Ngoáy cho nó ra khúc này nè. Mấy bạn đưa nó vô đây này. Vậy hả? Ok em, mai gặp em ha. Bye gì nè. Này. Ok, mai gặp nha. Này đẩy nó vào này thấy chưa? À, ôm nó lại này thấy chưa? Ôm nó lại này. Sau đó này. Bỏ cái màu lên. Sát vào cái đi cầu này thấy chưa? Nhớ đi sát vào. Và mình sẽ đi kéo xuống. À, mấy bạn thấy chưa? Kéo nó xuống. Kéo nó xuống. Cái thằng xanh, cái thằng đen này mình sẽ đưa nó vào đây đi. Tí trắng nữa xíu nữa. Đó. Thấy chưa? Rồi sau đó này, lấy cái màu, vẫn tiếp tục lấy cái màu đó vào đây ha. Rồi sau đó mình chờ nó có khô mình mới bỏ cái bột clear vào. Bây giờ mình tháo này ra nha. Nè. Can you please say in English? Thanks a lot. Okay, Steen. So what I do is see how I did everything, but at the end I always have to build my arch, my apex. Make sure that my apex is good. This one right here doesn't have anything yet. I will have to build my apex in there later, but I'm gonna just add a little bit of some of the flakes that I have on my design. Okay, by just a few of this that was left over, falling out. I'm just gonna pick it up and use them as well. Okay. Now. All I need is just my clear powder. I'm gonna use this. See the clear powder. The clear powder have to be all over the whole entire nails. Mình sẽ làm hết nhé. Cái nail của mình để cho nó chảy nha. Just let it run. Ok, mấy bạn cứ để cho nó chảy đi. Nó chảy tới đâu mình vuốt nó vào. À, vuốt nó vào trong này thấy không? Just let it run. All you do is just work from the side into the center. Ok, kéo nó vô này. Nó chảy mình kéo nó vào, mình vuốt nó vào này không? See?
Now, at the end here, there's not much of a clear yet, so I still have to come back and add more here. Đấy, nó vào này, các bạn thấy chưa? Đó. Yeah. Ôm nó lại đây này, ôm nó lại đây này. Sau khi đó mình nhớ đó là mình nghiêng hai bên ra. Mình coi coi cái độ cao nó có chưa, cái apex nó có chưa. Nó chưa có, mình phải trở lại, mình sẽ làm thêm cho nó có luôn. Tại vì cái móng này nó không có làm dày, nó sẽ bị gãy nha mấy bạn. Mày kéo nó vào này. Kéo nó vào này, thấy chưa? Mày ôm nó lại này. Đó. Ôm nó lại này, thấy chưa? Đó. Khúc dưới này, mình cho nó đều nhé. Đó, mấy bạn thấy không? Lúc nào cũng phải đều. Rồi. Sau đó mình chùi cọ sạch sẽ đi, mình để qua một bên. Là mình biết công việc của mình đã xong. Thì cái bột mình cất nó lại thôi. Ok, không có làm cái bột của mình nữa. Thì bây giờ để đây này, David để đây cho mấy bạn thấy là mình đang dùng cái hũ bột thứ mấy. Hello Crystal from Germany. Hey. Đi con ca làm mỏng. À ha. Một một tay đít này đắp tha hồ. Clear. Chút em gọi lên, dạ ba ha. Đây. OM. This is the Tí còn có cái cò chùi móng thứ 7 mà loại hơi lớn một tí. Không có hả? Đây, ok, thì bây giờ cái tay nhỏ bạn tiệm nó mượn mua giùm. Đây, những cái màu này là David mới làm xong, là mấy bạn theo dõi này. Ok. Cái màu mình làm là cái leather one. The color that I use is leather one. OM5A, OM31A, OM30A and solid 59. Ok, this is all the color. Okay. Rồi sau đó này mấy bạn coi dễ này, ok, that's all the color. Now I'm just gonna file. Này, cái sếp này. Hả? Hôm nay bán nhất trong tháng. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà hôm nay sao? Làm ăn mà. Làm ăn mà. Có ngày này ngày kia, ngày nào mình cũng hốt hết là chắc chắc giàu lắm á. Giàu chịu nổi. Đây. Nói chung quảng cáo lên thì sớm không nổi. Rồi. Nhà quảng cáo mạnh lên là bé mới có khách nhưng mà không sớm được nổi. Không à, nhiều khách quá đúng không? Ừ, khách sớm không nổi. Không đủ chân là chứ không. Nè, đẩy mấy bạn đẩy ra này không? Đẩy nó vô này thấy chưa? Mình đi cái đường cong nó cho đây vịt nha. Mà vũ nó này ha. À, là cái này mai thay vũ anh ta. Còn cắt ngắn lại. Mai có đi làm không? Có. Mình cắt ngắn lại hả? Mình cắt ngắn lại em. Ừ. Cắt cục cắt ngắn lại liền. Ừ. Nè mấy bạn thấy chưa? Any hello from the Netherlands. Germany, Netherlands. Wow, you guys far. Wow. Giờ mấy giờ ta? 6:14. 6:14 hả? Wow, thời gian nó trôi qua lẹ quá ha. Dạ. Nó hay luôn á. Ok. Rồi mình sẽ làm xong xong là mình đi về, mình đi ăn chứ. Từng đó là 5 giờ chứ. Nè các bạn thấy cái bàn tay này, chút xíu nó chụp hình ra đẹp lắm đó nha. Không có dẫn chơi với nó đâu. Rất là đẹp luôn á, nhất là cái màu này nè. Tím này nè. Đừng cắt, lấy chụp hình lại hết cắt này. Ừ, đúng rồi. Chụp hình đi mình mần gì mình mần. Mình thấy đó, nó cái màu tím rất là đẹp này. Nó có độ cao, độ thấp, độ hết tất cả này. For the Philippines, hey, that you are far away too. Ok. Vào này không?
bàn này để em biết hả? Ừ, cái bàn đó lát lát đó mình sẽ chụp hình lên mình coi đẹp lắm á. Đẹp tự nhiên. Ừ, rất là tự nhiên ha. Ừ. Giống như cái mặt bàn vậy đó. Đúng ha. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình xếp nha. Đưa vào. Để em tập luyện cái màu này nha. Cái đó dipping là dễ làm, nó không khó đâu, chỉ có cái là thế mình làm, cái quan trọng là mình phải làm cái màu trắng. Cái màu trắng của mình làm nó tới nơi tới chốn. Là cái làm cái mà trắng nó tới nơi tới đó rồi đó, bắt đầu mình làm nó thì nó dễ hơn. Cái này, cao quá. Còn vũ xếp xong hết. Ừ, đúng rồi. Mình phải vũ xếp hết xong rồi bắt đầu mình mới cái cuối cùng là mình mới ôm ren, tại vì nó là sao? Nó giống như là mình Đại sao giống như mặt bàn đó ha. Ừ. Ừ, như đá quá thiệt luôn. Ừ. Lấy bàn tay khác liền. Ừ, bàn tay đẹp liền ha, lấy bàn tay xấu ghê. Bàn tay xấu qua anh tay đi, người ta thành bàn tay đẹp. Chỗ nào nó cũng phải ra ha. Ừ. Biết nào học nghề được như ta. Cái móng dài dài này thì nó cũng hơi khó đó, không dễ, nhưng mà những cái móng mà kia thì dễ hơn. Trời, muốn học bàn gì không biết nào được, nói lắm đây. Cái đít nó thì sao, cái đít nó thì làm được sao. Vậy em tập cái đít này. Ừ. Wow, very nice. I'm watching. You like that? Okay, here we go. I almost finished now. I'm gonna do some little bit more fouling. I'm gonna put the gels on. I think when I put the gels on, this will become alive. The whole entire nail will become alive when I put my gel on top. Okay. Cái bột này đeo nó nhẹ hơn cái bột kia ha. Nhẹ hơn nhiều. Tại vì nó là bột dip mà. Nó có nặng tay. Nặng tay lắm. Đúng rồi, bột kia là khó, rất là nặng tay. Bột này không có nặng tay. Đúng rồi, thoải mái hơn nhiều. Đúng rồi, thoải mái. Ừ. Thì đâm ra là mình đeo cái bộ này mình thấy nó khác hẳn với lại cái bộ. Chứ cái móng tay này nó dài lắm chứ bộ. Nếu mà đeo bình thường là nặng lắm, nó rất là khó chịu. Nhưng mà đeo cũng không cảm giác khó chịu lắm. Đúng không? Tại vì mình đắp, cái thứ nhất là mình đắp nó rất là gọn. Cái thứ hai nữa, nó là một loại bột dip. Nó không có rút. Nó không rút giống như là cái bột kia của mình. Bột kia đắp vô nó chiếc như là đúng rồi, tài. Đúng rồi, rồi, nó không có rút. Rồi. Ok, mấy bạn ơi, mấy bạn coi nha, mình sắp xong rồi. Đẹp quá. Mình sẽ chạy, nó cho nó cái cuticle nó tròn chút xíu. Ok, sau khi cái cuticle nó tròn nè, mình sẽ bỏ gel lên cho mấy bạn coi. Nha. Đây. Nè, ha, đi cho nó tròn ha. Cái mà trách nhiệm của mình đó, mình chỉ cần đi cái này nó tròn thôi. Cái tại vì lúc mình đắp nó đã gọn rồi. Đó, mình không cần phải chạy nhiều, nó miễn sao nó tròn là mình xong ha, nhẹ nhàng hí. Rồi bây giờ mình buffer cho mấy bạn coi nè. Mình bỏ treo lên cho mấy bạn coi ha. Chừng nào thầy qua UK à? Chưa qua nha. Chưa qua, anh chưa biết chừng nào anh qua được nữa. Anh Hùng ơi làm đẹp à, em cũng muốn anh làm cho em một bộ như vậy.
Hello Trang em. Sao rồi mấy em Trang, sao rồi, gia đình khỏe không em? Rồi, bây giờ mình mới cầm hết lên mình coi này, mình coi coi nó giữ cái móng tay thoải mái đi, ok. Rồi mình thấy là nó có không nhỉ? Rồi ha, sau đó mình phủi bụi đi nha mấy bạn. Phủi cho nó sạch bụi đi. Rồi bắt đầu mình mới bỏ treo lên. Đây, mình sẽ bỏ cái tháp treo lên nha mấy bạn và mấy anh chị. Sau khi mình bỏ tháp treo, mình bỏ đèn lên này. Bây giờ mấy bạn coi này, mình bỏ tháp treo lên sẽ thấy này. Ok, Kylie, hello Kylie, good morning em. How are you today? Ok, you wanna see? Now, the color it will appear. Mấy bạn thấy chưa này, bây giờ coi này. Mấy bạn thấy này, thấy cái móng của người ta nó như thế nào chưa? Đẹp này không? Thấy chưa? Bạn coi qua bên tay bên này nè. Đó, bạn thấy không? Đó, mấy bạn thấy nó nổi lên không? Okay, you guys see that color on the bottom? How that color, how that effect that would create it? That will blend together. I see it. Woo. Ừ, cái này mình có sợi dây dưới này. Ừ. Ánh lên. À, mình thấy sợi dây của mình không? Đẹp ghê. À, sợi dây của mình này thấy chưa? Mấy bạn thấy sợi dây của mình nằm dưới không? Dạ, nó nổi lên đẹp. Dây xiềng này thấy không? Đó, nó nhờ như vậy nó mới nổi lên được. Nè, bây giờ thằng này nó cũng nổi lên này. Ồ, nhìn nổi đẹp quá ha. Nè, nó nổi lên này thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Đó. Giống như đá. Ừ. Đó. Mấy bạn coi đi. Bling 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 bling. Bling bling bling. Trước khi bỏ vào đèn, vuốt nó nha, thấy không? Nhớ là mấy bạn phải nên vuốt. Này. Trước khi bỏ vào đèn mình phải vuốt nó chứ không là không được nha. Không vuốt nó là mình bỏ vào nó sẽ bị mất xếp này, mấy bạn vuốt con này, vuốt này. Thấy chưa? Vuốt nó này trước khi bỏ vào đèn đúng không? Đó. Này, vuốt nó vô. Rồi sau khi đó mình bỏ vào đèn. Đây, mấy bạn coi. 60 seconds in the light. Sáng rồi ha. Ê, đẹp quá luôn. Cảm ơn em. Monta Fernandez. Anh xài gì đó? Snow hàng. Anh coi nha. Sâu hàng hả? Đây, anh xài cái gel này nè em. Black Diamond Top Gel. Mấy người... Cái gì? Managi. Trời ơi, nói tiếng gì không vậy? Sao hiểu ta? Người đâu vô nhiều quá mà toàn là tiếng Đức, tiếng Tây gì không à? No comprende, không hiểu gì hết. Wakrimasen. Toàn là người nói tiếng gì không à, hiểu được chết liền. À, bây giờ chỉ có một hiểu được một cái là hiểu chút xíu nữa là mình sẽ hiểu, là mình sẽ đi ăn là mình sẽ hiểu. Chứ bây giờ không hiểu chi hết nha. Nó toàn tiếng gì không à? Trời ơi, tiếng Thái. Khai ơi, em dùm cho anh coi. Người ta nói tiếng gì vậy? Hả? Anh đâu có hiểu gì đâu. Rồi ok nè, bây giờ là look you guys see. Now. À, nó trèo ra ngoài luôn này. Chảy ra ngoài này. A little gel that come outside, so I have to file that gel out. Ok. Okay, see, I'm gonna put some cuticle oil here. Okay. Cuticle oil here, I'm gonna take picture, okay guys? Little cuticle for my little nails. Đây, chà, cho nó sạch đi nha, cuticle dầu vào. Đây, mấy bạn thấy chưa, đó. Ha. Hello em. Đang làm một dip và đắp nè. Vô đây coi nè.
Vừa đít vừa đắp luôn. Một dòng bột thôi. Mừng cả hai. Này đít nè chị. Tay đó tay đít nè, tay này tay đắp nè. Thấy chưa? Sao mà làm cái này nè? Sao mà làm á hả? Dễ lắm. Làm từ nãy đến giờ, bây giờ xong rồi take picture thôi. Phải coi có Facebook không? Vào Facebook coi. Đây, Inland. Uyên ơi, em ngày mai trở lại đi, anh làm cho em bộ này đi. Nè, làm như vậy mới đẹp nè, thấy chưa? Cái này mình bóp vuốt nè, là tại vì lý sao? Cái màu tím đẹp quá em ha. Bóp vuốt là gì không? Là mình làm form á. Mình bóp nó vô mình vuốt nó. Đó, mình gọi là bóp vuốt. Nè, ok, là bây giờ mấy bạn thấy chưa? Cái bộ này nè. Đó. Màu tím nè. Màu tím cực kỳ đẹp luôn đúng không? Nè, đây là cái màu này nữa nè. Hai cái này nó là vậy. Ok, bây giờ nè mấy you guys, I'm going about to go out. I'm finished here. I will be back tomorrow. We gonna do more live stream. Mình sẽ live stream nữa nha ngày bạn ngày mai. Bây giờ là cái bộ này mình bóp vuốt này ra cái bàn tay này. Cái này mình dip ra cái bàn tay này. Ok. Ok, thanks you guys for watching. I will see you guys tomorrow. Today is my last hand.